Trước khi mà chúng ta để kinh doanh thành công ở trên TikTok thì chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc hoạt động của TikTok. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu về nguyên lý hoạt động của TikTok thì chúng ta mới biết cách làm đúng. Khi mà chúng ta làm đúng thì nó mới cho chúng ta được kết quả tốt. Còn nếu chúng ta làm không đúng thì dẫn tới đó chúng ta có kết quả không tốt. Ví dụ như một trong những cái sai lầm của mọi người dùng ở trên kênh TikTok đó là chúng ta lên là chúng ta quảng cáo về sản phẩm. Rồi, có những người lên thì làm vui bằng cách đó là đánh nhau rồi nói tục, đúng không? Rồi có những người thì họ lại bằng cách đó là họ hút thuốc lá. À, họ để làm hay là họ chơi bài, chơi vui thôi. Họ làm những cái game, họ là làm những cái phim ngắn thôi. Nhưng họ mang những cái nội dung mà có cái nội dung đó đó thì đều hoạt động không được. Linh muốn chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện. Đó là có một lần Linh quay một cái clip. Khi mà Linh đón một cái, mình đi trên đường và mình thấy một cái bạn gái là đang có một cái người đàn ông theo đuổi và đang chuẩn bị có một cái hành vi xấu với cô gái này đó. Thì mình chạy xe qua và mình bấm còi lại. Mình nói là em ơi em đi đâu vậy? Thì cô gái đó trả lời là dạ em về Vinhome. Thì mình nói là vậy anh cũng đi về Vinhome thì giá 50.000 em nhé. Thì lúc đó cô gái này mới trả lời là 20.000 được không anh? Thì mình nói là ok 20.000 lên xe đi em. Thì nội dung đó lập tức bị TikTok hiểu nhầm, đó là nội dung là người lớn, nội dung là gái gọi, thì ngay lập tức bị xóa video luôn. Sau đó Linh phải giải trình và giải thích cho TikTok hiểu rằng là đây là một nội dung hoàn toàn là mang một cái ý nghĩa tốt đẹp. Thì sau đó TikTok mới xem lại mới mở ra cho mình. Ok, đó là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai, đó là một lần nữa đó, là lúc mà Linh vừa lái xe, Linh vừa gọi điện và vừa nói chuyện ấy, bởi vì đó là trong một cái tiểu phẩm ngắn khoảng 1 phút thì Linh có một cái cảnh đó là mình vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Thì lúc đó cái video đó không có chạy được dù nội dung rất là hay. Lên không có coi, bị xóa ngay lập tức luôn. Thì lúc đó mình không hiểu là tại sao nó lại như vậy. Và sau đó được đội ngũ admin của TikTok trả lời rằng là cái nội dung này rất là hay nhưng nó bị vi phạm về luật an toàn giao thông. Đó là mình gọi điện. Mình thứ nhất là mình vừa lái xe vừa gọi điện, thứ hai đó là lái tay lái bằng một tay, thì đó là vi phạm về luật an toàn giao thông, thì cái nội dung này sẽ không được đưa lên. Và lúc đó mình phải thay đổi lại bằng cách đó, mình phải dừng lại rồi mình nghe điện thoại, mình xe đang dừng để nghe điện thoại thì không vấn đề gì cả. Và lúc đó video đó lên và bây giờ được là hơn 3 triệu hay là 4 triệu lượt xem đó. Thì bằng cách đó là chúng ta phải hiểu về quy tắc hoạt động và hiểu cái nguyên lý hoạt động của TikTok thì lúc đó chúng ta sẽ làm đúng. Và chúng ta làm đúng thì video chúng ta sẽ rất là hiệu quả. Còn nếu chúng ta làm không đúng thì hiệu quả nó sẽ không cao. Vậy thì bây giờ TikTok có nghĩa rằng đây là một cái mạng xã hội nơi chia sẻ về những cái khoảnh khắc tốt đẹp, những cái trải nghiệm tốt đẹp, những cái khoảnh khắc vui nhộn, hạnh phúc ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó là cái mà nội dung TikTok luôn hướng tới, đó là những cái nội dung mang hướng tích cực. Những nội dung tiêu cực thì gần như là không được hỗ trợ, thậm chí là bị xóa. Ví dụ như một nội dung mà chúng ta dùng ngón tay giữa như thế này là lập tức bị xóa ngay. Thứ hai đó là những cái nội dung mà chúng ta dùng ngôn từ tục tĩu, chửi bậy cũng không được luôn. Rồi những cái nội dung mà chúng ta là trên đó chúng ta đánh bài hay là chúng ta hút thuốc lá hay là dùng điều vết thì những cái đó là đều không được đưa lên trên TikTok và chúng ta bị xóa ngay. Và chúng ta thấy đó là trên TikTok chúng ta không thấy những cái nội dung như vậy. Rồi ví dụ như con gái mà bị lộ ngực, hở ngực, sexy thì cũng không được lên. Nó sẽ hạn chế nếu mà chúng ta mặc đồ bikini, thì với điều kiện đó chúng ta ở bên cạnh bể bơi hoặc là bên bãi biển thì lúc đó nội dung đó sẽ được lên. Thì Linh sẽ có một cái clip nói về những cái quy tắc, những cái luật lệ ở trên TikTok. Nhưng chúng ta hôm nay trong cái video này thì Linh muốn hướng tới chúng ta đó là gì? Chúng ta phải hiểu là những nội dung tích cực, những nội dung mang tới những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc sống thì trên TikTok sẽ luôn được ủng hộ và luôn được hỗ trợ đề xuất để mà lan truyền cho nhiều người biết đến, nhiều người xem. Ví dụ như có nhiều bạn có một cái sai lầm trong cái việc mà chúng ta sử dụng về TikTok ấy, là họ dùng cái tư duy, cái cách mà làm YouTube hay là mạng những mạng xã hội khác, đó là tạo ra cái sự tranh cãi, tạo ra sự cãi lộn ở trên TikTok, thì lúc đó chúng ta sẽ được lượt xem rất là lớn. Và Linh cũng có vài người bạn đã làm như vậy. Và thời gian đầu tiên thì thấy được mấy chục ngàn xem, mấy trăm ngàn xem, thấy cũng ok. Rồi lượt sub cũng lên được 40-50 ngàn sub, thấy có vẻ ok. Nhưng phải 4-5 tháng mới đạt được con số đó và nằm ở đó, không có lên được nữa. Và lúc đó bị phản hồi tiêu cực rất nhiều. Và khi nội dung mà bị phản hồi tiêu cực rất nhiều như vậy thì TikTok người ta sẽ không có cho đề xuất và nó luôn luôn nằm ở một cái giới hạn nhất định đó và dẫn tới hiệu quả nó không có cao. Bởi vì đó là nội dung này bị phản hồi tiêu cực nhiều quá. Nên chúng ta cần hiểu TikTok đó là nơi để chia sẻ những cái điều tích cực, những cái giá trị tốt đẹp ở trong cuộc sống và mang lại cho mọi người. Thì đó là cái hướng đi của TikTok. Nên chúng ta cần phải tập trung vào nội dung tốt đẹp. Vậy thì ở cái video kế tiếp Linh sẽ nói rõ hơn cho chúng ta về cái nguyên tắc hoạt động, rồi những cái điều gì được làm, nội dung nào không được làm ở trên TikTok. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị.